Chúng ta gọi lại nhau trong video của Việt Sử Toàn Thư. Thưa quý vị, sau khi nhà Mạc lên nắm quyền, đã có một số hoạt động chống đối chính quyền như cầu viện nhà Minh nhưng đều không thành, hoặc nổi dậy của hoàng thân Lê Ý nhưng thất bại nhanh chóng. Chỉ đến khi nhà Hậu Lê tái lập thì chiến tranh quy mô thực sự bắt đầu. Ở phía Tây Bắc, vùng Hương Hóa và Tuyên Quang, anh em Vũ Văn Mật, Vũ Văn Uyên được gọi là Chúa Bầu, là thủ lĩnh trong vùng cát cứ không thần phục nhà Mạc. Nhà Mạc vài lần mang quân chinh phạt nhưng không diệt được họ Vũ, sau lại phải đối phó với nhiều biến cố khác nên buộc phải để họ Vũ cát cứ. Họ Vũ sai người liên lạc theo về nhà Lê Trung Hưng. Chúa Bầu là một cái tên có lẽ còn xa lạ với nhiều người. Việt Sử Toàn Thư sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nhân vật này và những sự kiện lúc bấy giờ. Trước khi đến nội dung chính, đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube Việt Sử Toàn Thư. Lịch sử Chúa Bầu. Chúa Bầu là từ chỉ chung các đời dòng họ Vũ cát cứ ở Tuyên Quang suốt thời kỳ chia cắt Nam Bắc Triều và Trịnh Nguyễn phân tranh trong lịch sử Việt Nam. Họ Vũ trấn trị Tuyên Quang gần 200 năm, từ năm 1527 đến năm 1689. Họ Vũ nhân thời loạn tự lập ở Tuyên Quang, thống chính quyền cai trị ở Thăng Long. Thời Nam Bắc Triều, họ Vũ không theo nhà Mạc mà theo nhà Lê Trung Hưng ở Thanh Hóa. Nhưng khi nhà Lê Trung Hưng về Thăng Long, họ Vũ cũng không thần phục hoàn toàn. Các đời họ Vũ trấn giữ trên thành ở núi Bầu nên được gọi chung là Chúa Bầu. Nguyên quán các Chúa Bầu ở hàng Ba Đông, huyện Gia Phúc, nay là Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Người khởi nghiệp của các Chúa Bầu họ Vũ là Vũ Văn Uyên, người làng Ba Đông, huyện Gia Phúc, nay là Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Vũ Văn Uyên vốn là một thanh niên khỏe mạnh, gan dạ. Thời vua Lê Chiêu Tông, vì phạm tội giết người, ông trốn lên ngụ ở trấn Đại Đồng, phủ Tuyên Quang. Bây giờ người tù trưởng Đại Đồng bị nhân dân oán ghét, tình hình Đại Đồng rất lộn xộn. Vũ Văn Uyên thấy vậy, bèn tập hợp lực lượng riêng, thừa cơ giết chết người tù trưởng, ổn định tình hình địa phương, rồi chiếm luôn đất ở đó, trở thành người trấn trị Đại Đồng, thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái của Việt Nam hiện nay. Lúc đó, Lê Chiêu Tông đang gặp thời rối ren ở Kinh Kỳ, phong cho ông làm đô thống sứ trấn Tuyên Quang. Trước Khánh Bá Hầu, Vũ Văn Uyên đóng căn cứ tại thành Nghị Lan. Giai đoạn Phù Lê diệt Mạc. Trong triều có nhiều phe phái đánh giết lẫn nhau. Cuối cùng, quyền hành rơi vào tay đại thần Mạc Đăng Dung. Tới năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi vua nhà Hậu Lê. Vũ Văn Uyên giữ vững cả miền Tuyên Quang, Hưng Hóa, cát cứ một phương, không chịu theo nhà Mạc. Năm 1533, nghe tin Nguyễn Kim lập Lê Trang Tông lên ngôi ở Sầm Châu, mưu việc Trung Hưng. Vũ Văn Uyên sai người dân biểu xin theo, được phong làm gia quốc công và gửi thư cho ông hẹn cùng đánh nhà Mạc. Khi Trang Tông sai Trình Duy Liêu sang nhà Minh tố cáo việc họ Mạc cướp ngôi, nhà Minh sai Tuần Phủ Vân Nam điều tra vào năm 1533. Vũ Văn Uyên cũng viết thư tố cáo họ Mạc rồi cầm quân đi tiên phong cùng quân Minh đánh Mạc. Tuy nhiên, nhà Minh không thực bụng muốn giúp nhà Lê, chỉ muốn tranh thủ sự chia cắt của Lê và Mạc để có cơ hội tiến quân đánh sang chiếm Đại Việt. Biết rõ điều này, ông kịp thời rút lui bỏ quân Minh. Khi quân Minh chuẩn bị kéo tới biên giới, thì Thái Thượng Hoàng nhà Mạc là Mạc Đăng Dung cũng tự trói mình lên biên giới xin hàng. Quân Minh không đánh Đại Việt nữa. Vũ Văn Uyên bèn phái người vào Sầm Châu làm hướng đạo dẫn quân nhà Lê theo đường thượng đạo hành quân đánh Mạc. Đánh vài trận không được, ông rút quân về Đại Đồng. Mạc Hiến Tông đem đại quân ngược sông Hồng đánh Đại Đồng. Lần thứ nhất thì Vũ Văn Uyên tránh, lần sau ông phục quân đánh tan quân Mạc. Từ đó triều Mạc phải chịu cho họ Vũ cát cứ. Năm 1551, thời Lê Trung Tông, Vũ Văn Uyên và em là Vũ Văn Mật theo lệnh nhà Lê mang quân phối hợp với tướng nhà Mạc mới về hàng nhà Lê và Lê Bá Ly tiến đánh Thăng Long. Văn Uyên và Văn Mật đem quân xuống lấy các phủ Tam Đái, Bắc Hà, rồi sai người đi phủ dụ dân Thái Nguyên, Lạng Sơn. Quân Lê Bá Ly tiến sát kinh thành, Mạc Tuyên Tông bỏ chạy về Kim Thành để Mạc Kính Điển ở lại chống giữ. Quân Lê không đánh nổi, phải rút về. Năm 1557, Lê Anh Tông lên ngôi, Thái sư Trịnh Kiểm cướp quân đánh Mạc theo đường Thiên Quang ra Hưng Hóa tới Tuyên Quang. Vũ Văn Uyên ra đón, Trịnh Kiểm rất mừng cho ông trấn giữ Đại Đồng. Vì có nhiều công giúp vua Lê, ông được ban quyền thế tập trấn giữ Tuyên Quang. Vũ Văn Uyên chết không có con nối, em là Vũ Văn Mật nối quyền, xưng là gia quốc công. Vũ Văn Mật
dời căn cứ từ thành Nghị Lan sang xây thành Đất Lũy trên Gò Bầu. Từ đó nhân dân thường gọi ông là Chúa Bầu hoặc Vua Bầu. Các đời sau Hùng cứ một vùng ở thành Bầu đều được gọi chung là Chúa Bầu. Các thành mà ông xây dựng như thành Nghị Lan ở Lương Sơn Lục Yên, thành Cát Tường ở Khánh Vân Lục Yên, thành Bắc Pha ở xã Đà Dương Lục Yên, thành Bình Ca ở Hàm Yên Tiên Quang, thành Việt Tỉnh ở Diên Gia, Châu Thu, Lục Yên, Yên Bình, Yên Bái, về sau đều được gọi chung là thành Bầu. Sách Kiến Văn Tiểu Lục của Lê Quý Đôn ghi, quân của Vũ Văn Mực đóng là 11 doanh. Huyện Phù Yên có doanh Phù Yên, Châu Thu Vực có doanh Yên Thắng, Châu Lục Yên có doanh An Bắc, Châu Vị Xuyên có các doanh Bình Di, Bình Mang, Trần Uy, Yên Biên và Nam Dương. Châu Đại Mang có doanh Nghi, Châu Bảo Lạc có doanh Bắc Kiệm và Trung Mang. Vũ Văn Mật lấy Đại Đồng làm trung tâm xây thành Đắp Lũy, chiêu tập những người lưu vong trở về xây dựng Đại Đồng thành một nơi trụ mật đông đúc. Tương truyền, thành Cát Tường ở xã Vân Khánh, huyện Lục Yên là thành của ông. Lê Anh Tông sai ông cùng các tướng trấn nơi khác sửa đường xá từ Thiên Quang tới Hương Hóa, Tuyên Quang để vận tải lương tiến công quân Mạc. Vũ Văn Mật từng mang quân xuống đánh phá các phủ Đoan Hùng, Đà Dương, Lâm Thao thuộc Sơn Tây, các huyện Phổ Yên, Đồng Hỷ thuộc Thái Nguyên và Mai Châu thuộc Hương Hóa. Nhưng sau đó quân nhà Mạc tiến đến phản công chiếm lại, Vũ Văn Mật thua chạy về giữ Đại Đồng. Vũ Văn Mật chết, con của ông là Vũ Công Ký nối nghiệp cha, được phong Nhân Quốc Công. Năm 1573, Trịnh Tùng cầm quyền ở Nam Triều nhà Hậu Lê, lấy thái phó Vũ Công Kỷ làm hữu tướng. Cùng năm đó, ông được sai đem quân bản bộ về giữ Đại Đồng để yên dân địa phương. Vũ Công Kỷ đã từng nhiều lần cầm quân đánh Mạc và lập công lớn. Năm 1578, tướng Mạc là Mạc Ngọc Liễn mang quân đánh các vùng Tuyên Quang, Hưng Hóa. Vũ Công Kỷ tung quân đánh, quân Mạc lại thua phải rút về. Vũ Công Kỷ chết, con là Vũ Đức Cung lên thay, cung được phong tước Hòa Thắng Hầu. Năm 1593, Trịnh Tùng tiến quân vào đánh chiếm Thăng Long, rước Lê Thế Tông trở về thành, họ Mạc rút chạy lên phía Bắc. Vũ Đức Cung đem 2.000 quân tới kinh đô quy phục, dâng vàng bạc và đồ quý. Trịnh Tùng thăng làm Bắc quân đô đốc, Thái Bảo Hòa quận công, được mang quân hiệu là An Bắc Doanh. Cũng năm đó, Vũ Đức Cung lại xin về trấn Đại Đồng. Chúa Bầu được cho là mầm mống tạo nên nhiều rối ren nhất trong giai đoạn Lê Mạc. Sau giai đoạn Phù Lê diệt Mạc, thế lực Chúa Bầu lại trở mặt tham gia giúp nhà Mạc chống lại nhà Lê. Những diễn biến tiếp theo sẽ được cập nhật ở phần sau của video. Đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube Việt Sử Toàn Thư nếu đây là lần đầu bạn theo dõi video trên kênh của chúng tôi. Theo nhà Mạc, trở về Đại Đồng, Đức Cung có ý chống nhà Lê. Năm 1594, ông ngầm hai lòng cùng với Mỹ Thọ Hầu không rõ tên đi lại quấy nhiễu các huyện đầu nguồn trấn Sơn Tây, đánh phá các huyện Thanh Ba, Hạ Hòa, lại dời dân các huyện Đông Lan, Tây Lan vào ở Đại Đồng. Trịnh Tùng sai thái úy Nguyễn Hữu Liêu đi đánh bắt được Mỹ Thọ Hầu. Đức Cung phải đem con em chạy đi Nghĩa Đô, sau đó lại sai người vào kinh dâng vàng bạc quy phục. Năm 1595, Vũ Đức Cung tự xưng là Long Bình Vương, sai tướng đánh cướp các động ở Châu Bạch Thông, Thái Nguyên, cướp lấy thuế mỏ bạc, Trịnh Tùng phải sai quân đánh. Vũ Đức Cung chết, con của ông là Vũ Công Ứng lên thay. Vì dòng họ Vũ có nhiều công lao nên Vũ Công Ứng vẫn được tập phong là Thuần Quận Công. Vũ Công Ứng, các sách chép có tên khác nhau như Đức Sắc Huệ Xưa, được phong với Thái Phó Tống Quận Công. Nhưng Công Ứng cậy sông núi hiểm trở xa cách, ngầm liên kết với họ Mạc từ xưng vương. Triều đình vua Lê Chúa Trịnh bận đối phó với Chúa Nguyễn trong Nam nên vẫn phải bao dung. Sau đó vì có việc bất bình với thủ hạ là Ma Phúc Trường, Vũ Công Ứng yếu thế, lo sợ về kinh tự thú. Dọc đường, Ứng bị giết. Còn Ứng là Vũ Công Tuấn, được phong thái phó và được lập nối nghiệp cha, được ban cho dân lộc để giữ việc thờ cúng. Năm 1672, nhân lúc triều đình sơ hở, Chúa Trịnh mang đại quân đi đánh Chúa Nguyễn phía Nam. Vũ Công Tuấn trốn về Tuyên Quang cướp bóc nhân dân. Tuấn cầu kết với dòng dõi họ Mạc là Mạc Kính Vũ, tự xưng Tiểu Giao Cương Vương và chạy sang Vân Nam nhờ nhà Thanh giúp sức. Thổ Ti Phủ khai hóa Vân Nam, nhà Thanh nhân dịp này chiếm đất cướp dân của Đại Việt, suốt thời Hậu Lê không đòi lại được. Năm 1689, Vũ Công Tuấn bị triều đình nhà Lê bắt và giết. Triều đình đặt chức lưu thủ ở Tuyên Quang. Từ đó dòng dõi Chúa Bầu chấm dứt. Dòng dõi họ Vũ là Vũ Công Đỉnh
được triều đình cho lấy tiền ngoại phụ của bảy xã để tế tự giữ hương hỏa họ Vũ. Thành Thái Bầu. Thành chính trên núi Bầu vốn có tên là thành Việt Tỉnh. Đây là một tòa thành lớn của họ Vũ. Giai thoại dân gian trước đây kể về một bà chúa Bầu là nữ tướng của hai bà Trưng. Giai thoại có liên quan đến nguồn gốc tên gọi chúa Bầu, nơi các chúa Bầu họ Vũ xây thành. Di tích ngày nay được các nhà chuyên môn khảo sát, chu vi toàn bộ tường thành đo được 1.385 m, tường thành cao 2.3 m, mặt tường rộng 3 m, chân tường rộng 9 m, tường đều được đắp bằng đất, trừ những cửa có xây ốp vách bằng gạch hoặc đá tảng. Hiện nay các di tích thành lũy có quan hệ với các chúa Bầu rất nhiều trong một vùng rộng lớn suốt từ ngã ba Đoan Hùng ngược lên hết địa phận huyện Lục Yên. Nhân dân thường gọi chung những di tích này bằng cái tên thành nhà Bầu. Khi xây thành nhà Bầu, Vũ Văn Mật đã mời các văn sĩ đến, sai làm phú phong cảnh Đại Đồng. Nguyễn Hàn, người được huyện Sơn Vi, Phú Thọ ngày nay, làm phú hay, chiếm giải nhất, được 2.000 lạng bạc. Sân trước chánh điện đền Phúc Khánh, các đền thờ chúa Bầu. Thứ nhất, đền Bắc Hà, ở thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Thứ hai, đền Trung Đô, ở thôn Trung Đô, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, Lào Cai. Thứ ba, đền Phúc Khánh, ở thị trấn Phú Tràng, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Thứ tư, đền Nghĩa Đô, ở xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Thứ năm, đền Đại Cại, ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Thứ sáu là đền Từ, ở xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Hoạt động của các chúa Bầu, Vũ Văn Uyên, Vũ Văn Mật ở Lào Cai. Có thể nói, những hoạt động của các chúa Bầu ở Đại Đồng, trấn Tuyên Quang xưa, Lào Cai nay nổi trội trên nhiều lĩnh vực như là chính trị, quân sự, giao thương, nhưng đậm hơn cả là lĩnh vực quân sự, thể hiện ở việc giao tranh, chống cự, nhà Mạc, phò tá nhà Lê. Về phương diện này, xét đến cả đời con, cháu của các chúa là một sự thành công của các chúa Bầu. Nhà Mạc mặc dù có lúc đã đánh bại được quân của các chúa, nhưng cuối cùng vẫn không tiêu diệt được thế lực họ Vũ ở đây. Đành phải chấp nhận một thực tế là để họ Vũ cắt cứ vùng đất này. Trên cơ sở làm chủ một vùng đất đai rộng lớn, họ Vũ vừa được dân địa phương ủng hộ, cộng với uy danh của mình, nhất là mục đích của các chúa là diệt Mạc Phù Lê. Trong hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ, mục đích ấy là chính nghĩa nên càng được nhân dân các nơi ở miền xuôi theo về giúp sức. Không chỉ tạo nên sự lớn mạnh về quân đội mà còn tăng cường lực lượng lao động cho vùng Đại Đồng, tạo nên trên vùng đất này cảnh trù phú ấm no, giúp nhà Lê về lương thực và binh lính trong công cuộc trùng hưng. Sức mạnh về quân sự, về kinh tế mà các chúa Bầu cùng nhân dân tạo dựng được ở Tuyên Quang đã là điều kiện quan trọng để các chúa và các con cháu của chúa giữ vững miền biên giới phía Tây của đất nước. Công lao của các chúa Bầu đã được các sử gia hết lời ca ngợi. Lê Quý Đôn viết: Vũ Văn Uyên là viên tướng nơi biên giới, giữ trọn vẹn được Tuyên Quang, đem nghĩa lớn cương thường thanh minh với thiên hạ, dùng hình thế hiểm trở khống chế miền Thượng Du, làm cho Ngụy Mạc không thể dốc toàn lực để nhòm ngó miền Nam được, giữ vững phên dậu mặt Tây, truyền cho con cháu đời đời giữ khí tiết bầy tôi, nộp lương cấp tính, giúp vào công nghiệp trung hưng. So với Trương Thực nhà Tấn, Lý Khắc Dụng nhà Đường, sự nghiệp lại có phần rạng rỡ hơn, cũng như có thể gọi là người đại trung vậy. Sử nhà Nguyễn nhận xét, đánh giá cao vai trò của Vũ Văn Uyên và Vũ Văn Mật. Uy thế nhà Lê nổi lên nhờ sức mạnh của Văn Uyên, không được bao lâu thì chết, em là Văn Mật lên thay. Mật giúp nhà Lê chống nhà Mạc, nhân dân trong cõi được yên, vì có công được phong tước ra quốc công, cho con cháu được thế tập giữ chức trấn thủ Tuyên Quang, năm Gia Long thứ nhất, Mật được liệt vào hàng công thần trung hưng nhà Lê bậc thứ nhì. Tưởng nhớ công lao của Vũ Văn Uyên, Vũ Văn Mật ở vùng Đại Đồng, trấn Tuyên Quang xưa, tỉnh Lào Cai ngày nay, nhân dân ở đền thờ gọi là Gia Quốc Công. Đến thời Nguyễn vào năm Tự Đức thứ 7, nhà vua đã có sắc phong cho các chúa Bầu, gia tặng là Cường Trung Tuấn Mại Trì Thân.